Giám đốc kinh doanh mới của tập đoàn thời trang Hermès. Mọi người chúc mừng tôi đi nào. Chào mừng cô quay trở về. Có bài phỏng vấn của nhà văn Tây nè. Dạ hot nha. Cuối cùng anh ta đã lộ diện rồi. Xin lỗi, cho tôi mượn. Ai vậy? Ai mà biết đâu. Chị ơi, thế này là thế nào ạ? Cậu trả lời đi. Sếp ơi, chuyện này là sao ạ? Tại sao nó có sự thay đổi đột ngột như vậy? Bây giờ bên ta đâu mà tìm? Minh Huy chính là nhà văn Tây. Tôi quyết định không lộ thân phận không phải vì muốn xác mình hot thật hot. Hà Linh bị tai nạn gãy chân rồi. Bây giờ mình phải lên Đà Lạt gấp. Mình kết hôn nha. Phong có đồng ý làm chồng của mình không? Anh Bèo.